sám kinh địa mẫu. Nam mô Phật mẫu Diêu Trì hiển linh. Thượng tầng tỏ ánh quang minh, chim loan mẫu ngự truyền kinh răng đời. Kim ngôn mẹ đầy lời, mạc quyết đức từ tôn tha thiết phiên con. Hiếu chung giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền ưng điển bảo toàn chúng sanh. Tâm nhật mẫu tâm thành kính mẫu, tấm lòng son giọng thâu diêu cung. Gia gia xâm hợp trùng phùng, dân ngàn quốc thới hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xinh sung túc, mẹ đổ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dẫn gầy tạo nên. Linh điển mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoàng khai đại đạo nhiệm màu, hóa xanh bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngữ thượng tuần độ, thế điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẹ dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh. Phước lộc thọ hiện dính do mẫu, chọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chiên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền vì cỡ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh. Xưa vua bàn cổ phong danh, Diệu Trì Phật mẫu quá sanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điển âm dương kết tụ anh nhi. Thượng tận mẫu ngữ phương phi, phân ra thiên địa chỉ vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khí ấm dương hội hiệp cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngọt ngào chân thân. Vậy ai mới bước lần đường đạo, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh. Lời châu mẹ dạy quyền linh, hoàng thiên xá tội hiển linh thanh nhàn. Cầu lĩnh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ, mái quyền di hiện rõ thần thông.
mẹ phân Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn. Điển Thiên Mẹ bảo tồn vĩnh cố, chốn trung ương mẹ thủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành. Phu quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lung địa á diệu kỳ, chi âm phối hợp phục quy diệu đài. Thiên địa lập diệu lai, dương thứ khí thần giáo gìn giữ điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền, chúa thánh phổ điển linh chân tánh tâm thanh. Chẳng ngừng quá quá xanh xanh, thiên can thường chuyển dẫn hành địa chi. Thần giới khi tổ thì thai thánh, mẹ cù mang cánh cánh thập niên. Tình thâm mẫu tử thiên liên, mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào. Trong bát quái thân hào tám hướng, tâm quả do mỗi hướng định ra. Sáu hào một quẻ đó là 384 tẻ ra các hào. Chúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chiến dũng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài quyền quang. Mẹ phân phán vua thiên hoàng, con trưởng đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục hy ngài hay biến quá, ba quái phần phát quả hiển linh. Chỉ rành tám hướng thinh thinh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nông phi tại ngũ cốc, sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiền viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chúng trần, để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tận bao phủ điển thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước, biết khắp bốn mùa tâm tiết chở say. Gió ngàn tỏ lượng tầng mây, hóa xanh nhân loại cỏ cây thú cầm.
có ngũ nhạc bóng trầm ngân thổi, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng sanh. Các đời dương đế đại danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân chăm họ gió nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân nó ấm hiển dinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phủ đầy. Khi lẻ thế gợi thay thân mẫu, sự quá sanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ giữa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tỉnh quyện, kìa lâu đài cung điện quý nga. Am chùa quán xá lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng phân. Chư Phật đắc kim thân do mẫu, cả chân châu ngọc bụ đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Loại kim khí bạc vàng quý báu, tất cả do mẫu tự xuất ra. Dương hầu dạng quốc gia gia, cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng. Người chôn thê hiếu chung hưởng phước bao, quyền linh sao trước mẹ ban. Dân ngàn quốc thới thanh nhàn, đế dương cung kính mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chiến phạt hành. Vậy ai nào biết đến danh, quyền linh quan điển mẹ dành đó đây. Có tạo lạnh the đầy lúa giấy, cùng quả hoa rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay, lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tường. Hạnh ớt hẻ rừng đường tiêu tối, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đâu. Quá xanh linh dược nhiễm màu, cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào. Lại có dâm danh chanh dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lao tâm tổn quyết đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ mẫu chẳng sờn, nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ quá tạo ra. Cân đai áo mạo phù hoa, bạc tiền vật dụng hiện ra hằng ngày.
mẹ chẳng thấy một ai lòng tướng. Thần mẫu sanh ban thưởng khắp nơi, vật chi chẳng xót trên đời. Mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tận hoàng tạo quá, do mẫu sanh ra quả địa cầu. Biến sanh sáu quả luân hồi, biết bao sáng vật qua màu tốt sinh. Kẻ thế đâu rõ tình thâm mẫu, dầu hoàng thiên khó nổi sánh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ quá quyền chân phép màu. Giọng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành quá độ nhân sanh. Cỏ cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mạch, quyết bảo tình gì xương tiết giá băng. Đại mây gom tụ phủ văn, gặp luồng quang điển biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cù rồng kia chốn nấp ngàn sông. Lãng phần dân chuyện gió giông, mẹ truyền hán võ hô phong ứng hầu. Cù rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm do chuyển mây. Điều do lệnh mẹ phán bài, ơn trên chiếu chịu dám rài rải đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất quằn khai. Nhóc nhằn nào quảng đắng cay, điển quang quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lạnh tỏ hướng, bao nhiễm màu mẹ thưởng hồng ân. Tất cả do linh mẫu phân, công dài chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con giả đành đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quang nếu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cá ngao chở ngang dùng giấy, thiên địa đành chịu phải rẽ đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cảnh đời trống rỗng thảm sầu nạn tai. Ngoại càng khôn Như Lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân binh, sẽ điều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lọ quá bị thiêu. Muôn loại dáng vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền ngọc châu cao quý, ai siêu tầm diệu ly quang minh. Tâm thành khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành.
Tự tôn chiếu điển lành ban phước sắc lệnh phê người được hiển linh. Phi tài quyền diệu cao minh mẫu từ giáng bút ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt chân khí như anh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho quảng bốn quần nguyên chân thần đúng hoạt sức liền chẳng sai. Tinh thần hiệp cho ai dưỡng tánh gắn tâm tu hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm chung chuyển đạo ngay lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quan tưởng sâu xa kinh mẫu chớ phe tài nông nổi mà chi. Chân kinh lĩnh mẹ khó gì quần thần văn võ chẳng khí lời vàng. Đại tự tôn mẫu hoàng cao cả ân đức dài dông ngã đành sao. Tạo nhân mặt khách anh đào nông thôn công sĩ nỡ nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung kinh nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liên đành lòng bội bạc chân truyền lời châu. Chánh pháp đạo nhiệm màu ai rõ giả đò như chẳng tỏ tội chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì đó đài muôn kiếp chẳng thì tai sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hỗn độn quá xanh thơ còn mù mịt trượt thanh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khí thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ 9600 thời gian sức thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm phiên răng dại dồ ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giá con thơ qua thần chợp nhón phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cội điển quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến qua chuyển đời truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẫu chốn trường giang gửi nỗi nhớ thương. Ngự thiền lướt sóng trùng dương nào ai để giả dấn dương lòng sầu.
Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng. Sớm về điện ngọc diệu cung, con lành cố gắng hiếu chung tu hiền. Hỏi ti sổ khai tiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chơn kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn trăm tám chục chơn kinh phiên đời. Mỗi câu mỗi lời mẹ thiết, cũng từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái quăng sai. Âm no hưởng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn. Điện quang mẹ bảo tồn trường cũ, độ con thơ nổi đủ diệu cung. Nếu ai chẳng tin bất tùng, mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bỏ ăn. Cuộc sống đành khó khăn đau khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thì quá phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, đúng chăng mười vào tiết trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sanh. Mẹ phụ hết điển linh quảng đại, tâm quyết thơ để lại chơn kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn. Là con hiếu đàn tràng cung kính, mỗi hằng niên nguyện thỉnh mẫu từ. Đúng giờ ngày thập bát chăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ quá xin trà hoa, dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh, sở dân tự mẫu chứng minh con lành. Nếu như có nhân sanh
hiền sĩ truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy. Từ tôn đài thọ ân dài, cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng, hưởng lộc thọ vinh quang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hưởng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo năm chai lành kế tạo lửa hương. Hai gái hiếu đạo thuần lương, đời đời nối dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên xưng giảng đại hưởng âm đức dài. Sứ phương nào hạng ngài cúng vía, đàn chàng cầu bốn phía an ninh. Bảo toàn tánh mạng chúng sinh, mẫu hoàng phủ điện ứng linh lời nguyền. Quốc dân nào kiện thiền giọng bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu từ cho sức thánh nhân, thông minh sức chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hành khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng am tự hòa sơn tưởng hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tưởng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tử làm đặng ý ngôn kim chiền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gắng sức xây tái tạo mau đi. Tỳ gia phương tiện hộ gì, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo, sẽ ghi con tên thảo danh đề. Thế ngọc mẹ chuyện bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận chung tận hiếu, đắc quả cao cụ khiếu khai minh. Con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành. Mẹ sắc
tứ phong danh muôn thở, chanh quả thành dứt nở trần ai. Bán cho cổ phẩm liên đài, trung ương thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quý báu, phù phụ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân, lưu danh bú điện muôn phần vẻ vang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liên, độ cho quốc thời dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Phật mẫu diệu kinh phần tiếp theo. Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phát thưởng nhân sinh. Ban ra lời ngọc chân kinh, khảo sát địa lý khai minh địa cầu. Thở hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thể biết đâu. Phật mẫu đã ngự đó rồi, Phật ra thiên địa hoàng cầu truyền xây. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất đạo, hoàng khai lời thật quyền linh. Phổ thông chuyện bá chân kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời. Chốn phàm trần đến đời nguyên hạ, mẹ giáng cơ bút tả chân kinh. Ai truyền ấn tống phổ in, mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân. Vẫn đợi thánh chỉ thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kính, ráng niệm trì nguyện thánh lời châu. Đắc thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thở ban hành. Kẻ nào tốn niệm chân thành, thánh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bắt cầu ác cảm, chê bai rằng mờ ám không tùng. Đến khi nào lúc lâm chung, hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục A Tỳ xa vào miên diễn, đỏ đài người lâm tiếng dễ khinh. Xanh lòng nhạo bán lý kinh,
tội như biển cả mong mênh thảm sâu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải, mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu. Xét ra khắp cả hoàng cầu, đều do lệnh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vì tha tất cả, nào thấy ai để giả xót thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường, rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu, bô cáo cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người chẳng thể dương gian chi tường. Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh, nạn thiên tai phải hoành hiu sầu. Dập dồn nhiều cảnh khổ đau, quả tai trước mắt chánh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tỏ, lại chẳng nghe ghi gõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đà tường tận đón rồi tiên chi. Dầu khó khăn việc chi nguy khốn, mẹ bình chỉ chỉnh đôn khắp nơi. Phân chuyện bài tỏ bao lời, quá sanh hoàng đạo khai đời dưỡng sanh. Phật mẫu cổ phân rành tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kinh hành xử xa gần, vị nào cũng có thánh thần hợp chung. Vì mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào. Lập chùa tạo miếu đền cao, phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đến tánh danh cũng chớ tưởng chi. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ, nên cam đành khổ lý sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn ly, trời mưa không thuận đất thì không xanh. Mẹ thương con chẳng đành lòng dứt, tình thiên liêng bút mực ghi rằng. Các con lớn nhỏ nghe chăng, thọ trì kinh mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh đều hành tâm đạo, giúp cho đời cái tạo ăn năn. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh.
chính tôi biết cung nghinh đọc tụng điển quyền di hữu dụng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tái hợp bình an sum vầy. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dầu chia lìa cũng hiệp cùng nhau. Không phân hai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tánh rõ thông, nếu chẳng khứng thọ chắc không sinh tồn. Bao nguy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thị kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn, lắm dòng đại nạn thoát chăng được nào. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê, thải điều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sáng này ngã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con, dạy khuyên gan nhớ lời son mẫu từ. Mẹ phiên con tâm thư lời cuối, gắn tâm tu thông suốt lý kinh. Truyền trao giải nghĩa phổ in, cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nổi trong năm phố đổ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đau lễ ngại kỷ mẫu, lập đàn tràng bay mẫu trì kinh. Dân đèn sáp thiệt quang minh, từ tôn phủ điển nhân sinh phúc dày. Mỗi chẳng có ba ngày kỷ mẫu, hãy thành tâm bệnh chí cúng dường. Kính đàn đăng thị hoa hương, ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo. Việc cung kiên phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên, 36 nhật kiền thiền trì kinh. Sắm lễ vật cung nghinh tự mẫu, trong các ngày kỷ mẫu lập đàn. Gồm có 6 ngọn đăng quang, quả hoa tươi thắm hương phần 5 cây. 6 chung nước lọc đầy đủ nghĩa, cùng chung nhau hợp để kính đàn.
thiết kinh giải lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì. Ai xứ nào làm y lợi giải, định tinh thần tụng bãi biến kinh, tiêu bao nghiệp chướng tội tình, hướng đời quân thương quyền linh sanh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng, thêm hai thời chuyển dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điển thanh, tự tay cứu chữa mảnh lành nội gia. Đức tự tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch gần chín đầy đồng, hiện ra móng bạc hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đói lạnh lầm than đau, xiết là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Thiên đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngũ cấp lệnh ban về trời. Gieo quả cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cũng chừa. Nơi nào kính mẹ sớm chưa, trì kinh địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được chúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai tận phổ biến gia gia, truyền tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài. Phổ thông minh đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai các vị thiên thần. Gia thần ủng hộ ăn cần, đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lành tháng năm no ấm, trên thiên đình ghi chấm phước ban. Nội gia kẻ đó thanh nhàn, được thảnh phát vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hổ thần cũng dáng, phò tá người xứng đáng con lành. Từ tôn cho biết rõ rành, chăng mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ kiện thiền kinh mẫu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sự mùi thình tức không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cầu lên mẹ thương tình cứu khổ, phổ điển linh phổ độ chúng sanh. Các con tụ hợp tâm thành, được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiền thánh xuống đời chi chứng, phương hướng nào bền vững chí tâm.
thường hành kinh mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kính tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng trắng, chúng gia nào hay chỉ tụng kinh này, phước lành sẽ được hưởng ngay, thần thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm. Hưởng quy tế cao thâm lộc ca, thọ hương đăng trà hoa vinh sang. Chân kinh của Đức Mẫu Hoàng gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh Địa Mẫu đúng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức si tầm. Người đời còn bởi mê tâm, chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kính, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp chướng lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh Địa Mẫu thấm nhận đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày rộng rã khấn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chi tầm hiến đạt phúc lành. Rõ thông tận chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền linh xa gần chiếu tỏ, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thưởng người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỳ, đã chỉ tường nghĩa lý diệu kinh. Có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng quan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dài, qua nạn tai sắp xảy đến mình, lại còn hướng được phước vinh, tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển, thì đích danh mẫu chuyển điển quang, luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc đầy. Như nghe thiết kinh này chẳng tưởng lại, bỏ qua không lưỡng tường tri, mà lòng chẳng khứng thọ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội phỉ bán bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngày ấy chẳng có kiều oan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mẫu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha.
đại kiếp thị quả phong ba, thải điều chết rủi đâu mà còn chi. Lòng mẫu tự nghĩ si đau, siết muộn hù hỷ đại kiếp phong ba. Nạn thủy quả sắp xảy ra, thường cho sanh chúng phải xa cảnh sầu. Ngạc chúng chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tính mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ. Tình thương vô bên vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc lệnh, phán nhân rằng chỉ định thế này. Chuyện thần thiện ác đến đây, chia làm hai phái lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chung kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhẫn đã dâm chia ra, tất cả chẳng lầm lộn chi. Bậc hiền lương phương phi quân tử, thiện thần gom lại giữ một nơi. Đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hạ mạng chung cuộc, mẫu sẽ giải ra một chài. Dầu cho thiện ác phân hai, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lệ kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm. Chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành. Được sống sót nhàn thanh đủ, chỉ biết tường phân chanh lý đường tà. Thiện gần ác lại chánh xa, từ đó các đạo mở khai. Đồng xuôi lòng ăn năn quy tụ, chánh đạo mẫu hội đủ đem về. Chẳng còn chia rẽ khen chê, phân ra nhiều mối bề bề tường phân. Hành tướng chạy khép thần màu nhiệm, mẫu tả ra những điểm rất cần. Nhị thập bát tú phân thần, phủ dày chánh bắc giác gần chánh nam. Còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặt bông bào, gồm 60 vị tài cao, mẫu từ phán lệnh truyền trao lời vàng. Từng lời dạy thiên cam 10 vị, thập nhị thần đinh chỉ địa chi.
tất cả tinh tú các gì ủng đổ ủng hộ hoàng đế thái vị hoàn toàn. Đức tự tôn mẫu hoàng điều khiển thần lôi công lôi điện tám phương, phần thân trần thú phi thường, 64 quẻ tỏ tường diệu thâm. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra trực chỉ đó đây. Khắp trong thiên hạ đủ đầy, chân độ của mẫu lập xây hạ miền. Cõi trời Nam từ niên đinh hợi, đến niên thân dậu mới thiệt rồi. Biết bao quyền bí nhiệm màu, tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha. Mẫu từ bùa thiên la địa dòng, sức đại hùng gián động kinh hồn, làm cho thiên ám địa hôn, thần sầu quỷ khóc giống hồn thảm thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lình, bốn cửa trận mẫu định chân an, tám vị thần lực kim can sống vào trận quá pháp đàn thần thông. Làm trời đất hư không nghiêng ngã, nhật nguyệt tinh châu quả đảo xây, cũng như chồng trong lăng quay, thế rồi lặng mất không ngày hiện ra. Mẫu thâu lại yên tạ lăng mị, kẻ bất lương phải bị luật hình. Hổ phòng quan võ lôi đình, làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trận cuồng phong bão tố khắp vùng. Mẫu tận diệt đưa bất chung, xứ người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng thao mới rõ, mẫu thâu sông ngại đó bình an. Nước rút sông lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhừng. Chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi dòng. Thế là mẫu dụng quyền công, diệu pháp quá biển thần thông lẻ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở, bốn phía dòng khắp ở thị thành. Các con hiếu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân. Được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng
đại la tiên thiên, bởi nhờ công cố gắng tu hiền thành công. Hỏi bạn đạo thương đồng tất cả, các con nào đắc quả dữ giàu, thế rồi vĩnh viễn về sau chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miên. Chúng con được niên niên bất tử, khoái lạc tiêu diêu ngự cánh nhàn, giống cảnh diêu điện mẫu hoàng, luôn hưởng thọ phước an cũ trường. Phật mẫu ngự trên thượng tầng cõi, hoàng khai dương nhân lỗi bảo toàn, hết lòng quảng đại sắc son, quá xanh dạy dỗ các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh A Di Đà Phật. Ngũ canh từ phần tiếp theo. Canh một nhìn trần lễ tuôn rơi, chúng dân khổ lì nạn thơi bời, nên lo tu tịnh này con dài, lại mẹ nguyện cầu bể khổ vơi. Cánh hai điện lực rải mọi nơi, thiện nhân tu tịnh được thành thời, sao không cố gắng tu chỉ vậy, thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lị mẹ nhỏ chàng chề, hết lòng kêu gọi con tình mê. Cuộc đời say đắm đường vật chất, chôn lấp linh quang cạn lối về. Cứu vớt cuộc đời giấc nam kha, canh tư đậm lệ cõi ta bà. Điện linh ban xuống lời từ ái, kêu gọi thiện nhân nhủ mẹ già. Cánh năm trầm ngâm si diệu quyền, bổ ban quyền diệu dứt quang khiên. Thiện nhân cứu vớt tu hành dậy, di lặc quái linh giải chư hiền. Nam mô vô cực thiên tôn diêu trì hoàng mẫu vô lượng từ tôn đại từ tôn ma di đà phật. Sám địa mẫu. Cơ trời chẳng dám lậu ra, mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng, cho nên lòng mẹ chực hồng, canh phía mẹ đến tỏ trong sự tình. Nếu mà ngài để làm thinh, con ơi lớn bé khôn mình dễ sao. Thấy trong trời định quặng đau, con ơi não nô mẹ giàu tâu sinh.
muôn trong thánh đế thượng đình, thứ dung trần tục tôi xin phen này. Tôi nguyện độ hết xưa nay, bao giờ về hết trên thai sữa đời. Mẹ thương con dạy con ơi, nếu không có mẹ thời trời chẳng dung. Con ơi lòng mẹ khôn cùng, thương con trần thế khắp chung bầu trời. Phải xưa con trẻ nghe lời, mẹ đem về hết thảnh thơi an nhàn. Có đâu trần tục chẳng an, nay thời đau ốm mãi mang tật nguyền. Chết rồi đó lạc diêm thiên, luân hồi sáu thú lỵ miền u đô. Con ơi lòng mẹ héo khô, cũng vì thương trẻ mẹ vô chốn này. Một giải tật bệnh con nay, tiêu trừ đau ốm đặng ngày an vui. Hai dải bông nải thuần xuôi, hàng thấp phòng chứng hết rồi hân hoan. Canh chày mẹ kiếp lên đường, dạ con ở lại mẹ sáng tây đình. Sám địa mẫu phần tiếp theo. Ngày ngày lòng mẹ bâng phân, cũng vì thương xót nơi chung bụi trần. Nỡ nào xây mặt sắp luân, liêu chiêu con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nổ sấm vang, nếu không có mẹ tàn chung con. Bởi nên mẹ trách phiền con, công mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công danh. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn nên hiện vật tạo gây, muốn độ con trẻ phải bài đổ phiên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ, mẹ liền dắt con. Chẳng gian tâm tối mịt mù, con ơi nghe mẹ thẳng đường con đi. Những lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đại hội con thì gặp cha. Ít lời kim khẩu thiết ra, dương gian con ngủ mẹ mà thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh đại từ tôn A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đưa tiễn mẹ hồi cung. Trước hương đăng trà hoa, lễ kính thành con bái tạ mẫu nghi.
Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời châu ngọc mẹ ân cần giải biểu, tiên đá vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bến chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chí định, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là quyết tâm tu, điển linh mẹ giáng xuống trần độ con. Nên con mới biết cung sôi bờ bến, đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Giá trang sắp đặt an bài, thanh trà hoa quả lễ bài kính dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa đức mẹ phản hồi thiên cung. Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu dưỡng sanh bảo mạng từ tôn đại từ tôn cảm ơn chứng minh a di đà phật. Kiện thiền giọng bái mẫu hoàng chân chánh đạo giáo sắp an dân lành. Đổ người khỏi chốn u minh, giọng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chung dân tai quả đa dương, lại mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ. Vô cực từ tôn tây thiên bá chủ, dương cung tây mẫu đê đầu lại tạ từ ân. Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành, khắp trong dân chúng làm lành thương yêu dầm dập, chẳng đành bỏ nhau. Mây lành gọi tỏ năm màu, cỏ cây tươi tốt lào lào thái dương. Yên vui bốn bể mới tường, cơ trời sắp đặt luân thường dễ dàng. Diêu trì chấn chỉnh sửa sang, bao nguồn về cội một đàn chánh quy. Kiền thiền giọng bái từ tôn, chuẩn y tam giáo mới tồn lý cao. Ơn trên cam lộ rào rào, chúng con nguyện vọng ước ao thái bình. Lại cầu mẹ ở thiên đình, độ an dân chúng pháp linh tỏ tường. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh A Di Đà Phật.